Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì trong cái mùa dịch, thành phố của chúng ta cũng trải qua 160 ngày giãn cách và cách ly xã hội. Bây giờ thì chúng ta đã sống bình thường với cái dịch bệnh, và chúng ta có những cái chuyển biến ở trong tâm của mình, những cái lo lắng, những cái khúc mắc và công ăn việc làm, nhiều cái áp lực nó đem đến, và không có một cái đường đi cụ thể, cũng như là không có một cái chiều hướng để mà chúng ta có thể hòa nhập vào trong cái tình hình mới của xã hội, thì chắc chắn là mình sẽ bất an. Trước cái tình hình đó thì Chư Tôn Thiền Đức Ông Ban Quảng Pháp thành phố, thừa chỉ dạy của Hòa Thượng Trưởng Ban, đã tổ chức cái khóa tu online hàng tuần vào ngày Chủ Nhật cho quý Phật tử mà giảng sư đoàn trực tiếp tổ chức. Và hôm nay được sự chỉ dạy của Chư Tôn Đức, thì hôm nay Thầy xin gửi đến cho quý vị một cái chủ đề là tìm sự bình an trong mùa dịch. Và quý vị là biết là dịch bệnh thì ở trên toàn thế giới chứ không riêng gì Việt Nam của mình, và những cái cường quốc như là Mỹ, Nga hay là Đức ở châu Âu hay là nước Úc cũng chịu chung một cái số phận thôi, chứ không có riêng gì bất kỳ đất nước nào. Và mỗi đất nước thì có cái cách phòng chống tránh riêng về đại dịch. Và riêng là người Phật tử của mình thì chúng ta sống như thế nào, cũng như là hóa giải những cái tâm tư như thế nào, và để chúng ta đạt được sự bình yên mỗi lúc, mỗi nơi. Chúng ta có thể lao động sản xuất, chúng ta có thể học tập, làm việc, và chúng ta có thể tu hành được và rất là bình an, dầu cho tất cả cái gì xảy ra ở xung quanh mình. Và lời dạy của Đức Phật nói về người con Phật là người con Phật chỉ có thể bệnh ở trong thân thôi, chứ đừng có bao giờ bệnh ở trong tâm. Quý vị, bệnh trong tâm là sự sợ hãi, lo lắng, sầu thương, oán giận, rồi là tà niệm, tạp niệm, sống là phóng dật buông lung, nó sẽ nên đến cái bệnh ở trong tâm của mình. Và bệnh trong thân thì nó dễ trị, và nếu nó trị không được thì cũng có chết một đời thôi. Còn bệnh ở trong tâm nó sẽ kéo dài cho mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi rất là nhiều đời. Quý vị, do đó mà cái sự bình an ở đâu thì nơi đó có sự an vui hạnh phúc. Sự bình an ở đâu thì nơi đó có sự bình tĩnh, trí tuệ sáng suốt để giải quyết tất cả các vấn đề nó liên quan tới mình, người thân của mình và tất cả mọi loài chúng sanh xung quanh. Như vậy thì dịch bệnh ở tại Việt Nam của mình là quý vị sẽ xem trên báo và chí nữa vân vân, chúng ta thấy là chưa có phải là hết, nhưng mà đã có sự kiểm soát, và mình sẽ sống chung với cái dịch bệnh này. Và mình làm sao á quý vị là hạn chế cái sự lây lan, rồi làm sao á là mình có thể là chống lại các cái bệnh tật đối người nhiễm bệnh vân vân, và làm sao mình có thể tu hành được, thì cái này là cái mình đặt ra quý vị. Thì vào sáng hôm nay Thầy chia sẻ cho quý vị bốn cái vấn đề thôi. Nếu mà chúng ta làm được bốn vấn đề này thì chúng ta sẽ rất là bình an, rất là tự tin và rất là có phước báo công đức. Quý vị, chúng ta trao đổi nhau về bốn cái vấn đề. Thứ nhất là cái chỗ nương tựa chân thật của chính mình. Cái thứ hai là cái sự hiểu biết của mình về cái dịch bệnh này cũng như là đại dịch này. Thứ ba là phải có quân tập cái phước báo để che chắn, phòng hộ, bảo hộ cho cái thân của mình. Và cái thứ tư là có sự tu tập để đem đến một cái sức mạnh tiềm ẩn cho mình có thể chống chọi tất cả các hoàn cảnh, và có thể đi bất kỳ cảnh giới nào cũng sẽ được cái sự bình an ở đó. Như vậy thì cái đầu tiên là chúng ta thấy là chúng ta ngồi cũng phải nhờ cái ghế, chúng ta đi lên cầu thang cũng phải nhờ cái tay vịn,
là chúng ta sống cũng phải là nhờ có gì đó mà để cho chúng ta có thể nương vào, để chúng ta có thể tựa vào và mình có thể đứng vững và có thể đi được. Thì ở trong cuộc sống này, nếu chúng ta nương tựa vào, ví dụ có nhiều người nương tựa vào con cái á quý vị, nhưng mà con cái lớn lên cũng dựng vợ gả chồng, hoàn cảnh cũng là không thể có thể là lo cho chúng ta chu đáo hoàn toàn được. Rồi nếu mà chúng ta dựa vào chức vụ quyền hạn thì chức vụ quyền hạn cũng có nhiệm kỳ mà thôi. Chúng ta dựa vào tiền bạc thì tiền bạc của cải vật chất của mình nó không ở mãi với mình. À, quý vị, trong cái các cái loại tài lộc á, nó không có giữ mãi, nhiều cái lý do mà nó để ra đi. Và chúng ta dựa vào chính cái cuộc sống này thì nó cũng là vô thường. Cho nên tất cả những cái trên thế gian này, chúng ta dựa vào đó để đi vào giữa cuộc đời của mình một cách là chúng ta nương tựa đó quý vị. Nó không bền, không có chắc gì hết trơn á. Có nghĩa là nó bị cái vô thường chi phối, nó bị nhân duyên chi phối và nó bị nhân quả nghiệp báo chi phối. Tất cả những cái gì xung quanh ta đều là quả của nghiệp ở trong kiếp trước. Cho nên nếu chúng ta nương tựa bất cứ vào cái gì thì cái đó nó sẽ bị sụp đổ với thời gian trong quy luật vô thường. Nên ví dụ như có nhiều người á quý vị là có gia đình, chồng nương tựa vợ, vợ nương tựa chồng, nhưng đến lúc người ta hết thương cái tự nhiên mình sụp đổ, đến lúc người ta bệnh hoạn cái tự nhiên mình sụp đổ, đến lúc người ta mà chẳng may mà phải rời khỏi thế gian này thì tự nhiên người ta sụp đổ. Nên chúng ta là nếu mà mình không suy nghĩ kỹ một chút đó quý vị, mình sống mình nhờ vào một cái chỗ nào đó, mình nương tựa vào chỗ nào đó để cho mình có thể bình an được trong cuộc đời này, thì không có cái chỗ đó thật sự. Tại vì thế giới này là thế giới vô thường. Trong bài kinh Vô Ngã Tướng Đức Phật dạy, thế giới này là thế giới vô thường. Nếu ai chấp thủ vào cái vô thường thì người đó khổ. Và bản chất của tất cả cái trên thế giới này nó đều là lắp ráp, là giả tạm, là vô ngã mà thôi. Cho nên quý vị, chúng ta chỉ có nương nhau mà sống, chứ đừng có bao giờ nương tựa mà sống. Nương tựa nó khác với nương nhau. Nương nhau là người này nương người kia, cùng giúp đỡ qua lại trong hợp tác vui vẻ. Thì cái đó quý vị, cùng đi cùng tiến. Mà lỡ cái người kia có sao thì mình cũng không sao, tại vì nương tựa thôi. Quý vị nương nhau thôi chứ không phải là nương tựa. Nương tựa nghĩa là người ta đổ sụp, mình sẽ đổ sụp theo luôn. Thì đó gọi là nương tựa. Còn nương nhau là dìu nhau thôi, hợp tác dìu nhau, người này giúp người kia giúp người nọ, trong đời sống cộng sinh trong xã hội. Thì cái đó là tốt nhất quý vị, gọi là nương nhau mà sống chứ không có nương tựa mà sống. Cho nên đó là ở trên thế giới này không có gì để chúng ta nương tựa hết đó quý vị, mà chúng ta chỉ nương nhau thôi. Nên trong kinh điển Nikaya Đức Phật dạy, đừng có nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì trên đời thì chúng ta sẽ được bình an. Quý vị, có đó là những cái trên đời đó. Như vậy thì chúng ta muốn nương tựa con người mình đó quý vị, không đủ sức, không đủ trí mà chúng ta đi giữa cái biển đời mênh mông như thế này, bao nhiêu cái cạm bẫy, nào là bệnh tật, nào là ốm đau, nào là không đủ điều kiện sống, nào là chúng ta bị suy thoái mặt tinh thần, nào lo lắng, nào sợ hãi, nào phiền não, bao nhiêu thứ cần phải có chỗ nương tựa. Như vậy thì hồi nãy giờ chúng ta nói là nếu mà mình nương tựa cái gì thì là mình sẽ bị hụt hẫng, sẽ bị đau khổ. Như vậy thì không có sự nương tựa thì mình cảm giác là cô đơn, cảm giác là trống trải, cảm giác là sợ hãi giữa cái biển đời mênh mông, không có cái chỗ nào để nương, để bám, để víu hết đâu quý vị. Thì cái chỗ nương tựa chân thật của mình mà đời này cho đời khác luôn á, đó là nương tựa vào Tam Bảo đó quý vị. Tức là nương tựa vào Phật, nương tựa vào giáo pháp, nương tựa vào lòng, vào Phật, để mà chúng ta có một cái niềm tin vững chắc giữa cuộc đời này á quý vị. Có nghĩa là xin Phật ban cho con một tiềm lực tinh thần để vững thắng giữa trần ai phiền não. Chứ còn nếu mà chúng ta không có nương tựa Phật, chúng ta không có đủ cái sức mạnh của lòng tin mà đi giữa cuộc đời này. Do đó mà chúng ta nương tựa Phật, tin tưởng vào Đức Phật. Đức Phật tuy là Ngài đã nhập Niết Bàn, nhưng mà Ngài đã bàn bạc trong không gian và thời gian, chỗ nào mà chúng ta lại quay lại tu tập, chỗ nào mà chúng ta giác ngộ,
chỗ nào mình ta có trí tuệ, chỗ nào có sự lành thiện, chỗ nào có sự giúp đời, thì nơi đó có hiện diện của Đức Phật. Cho nên á, trong lòng của mình á, tuy là chúng ta không ở bên Phật nhưng là các vị vào thời chánh pháp, mình ở thời mạt pháp, nhưng mà Đức Phật ở thể Niết Bàn, Đức Phật còn ở trong lòng tin của tất cả chúng sanh. Nên khi mà chúng ta tin Phật thì cái sự cảm ứng đạo giao á, gọi là cảm ứng đạo giao năng tư nghì mà quý vị thường hay tụng kinh ban đêm đó, do đó mà cái sự cảm ứng với nhau giữa tâm mình với tâm Phật cùng một cái bản thể, thể chân đế, cho nên mình nương tựa vào Phật hàng ngày. Nếu có cái gì khúc mắc, nếu có gì sầu thương, có gì oán giận, chúng ta hãy lên bàn thờ Phật, chúng ta lại Phật, chúng ta niệm Phật, chúng ta hướng về chư Phật với một cái lòng tin của mình vững chắc, gọi là niềm tin bất động đối với Tam Bảo, đối với Đức Phật. Có nghĩa là mình trở về, mình nương tựa chứ nó. Nên dầu cho bất kỳ cái gì xảy ra đi nữa, mình còn có Phật. Quý vị nhớ hãy nghĩ điều đó. Trên á, hết trên á, là sự tôn thờ của mình là Đức Phật. Nên dầu cho chuyện gì xảy ra đi nữa, quý vị, ai có lừa gạt, ai có làm đau khổ, ai có cái gì đi nữa, ai có lại chia rẽ, ai có hành hạ, ai có phản bội mình gì đi nữa, quý vị, chúng ta còn có Đức Phật. Tại vì ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy á, là 10 đời của chư Phật đến thế gian này không ngoài hai cái mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Và ở kinh Pháp Hoa cũng có dạy là Đức Phật đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Nên có cái câu như thế này: Phật động lòng thương kiếp đọa đài, hóa thân thành tuyết bốn trời bay, hỏa hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Quý vị, như vậy thì chúng ta vào nương tựa với Đức Phật, nên ta không còn sợ gì chứ không, quý vị. Tại vì là tất cả có thể quay lưng với mình, nhưng mà chúng ta còn có Phật. Nên cái sự lòng tin đó, chúng ta sẽ vượt qua được bao nhiêu cái cám dỗ, vượt qua được bao nhiêu cái chướng ngại, quý vị, vượt qua được bao nhiêu cái chông gai, nhờ vào là chúng ta biết là chúng ta còn có Phật. Nên á, trong cái đời sống của mình, nếu hàng ngày mà chúng ta lên trên bàn thờ Phật, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình trì chú, mình hành thiền, mình đối diện trước Phật, các quý vị, với cái sự tôn nghiêm, từ bi của Ngài, làm ta vơi đi cái nỗi lòng mà đau khổ của chính mình. Nên ở trong Tỳ Ni Nhật Dụng á, có dạy mình rằng khi mà chúng ta đối diện trước Phật á, thì mình phải đọc bốn cái câu kệ là: kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp. Án Mâu Ni, Mâu Ni Ta, Mâu Ni Ta Bà Ha. Án Mâu Ni, Mâu Ni Ta, Mâu Ni Ta Bà Ha. Án Mâu Ni, Mâu Ni Ta, Mâu Ni Ta Bà Ha. Có nghĩa là đối diện trước Đức Phật, mình đó là có một lòng tin vững chắc và cầu nguyện hết tất cả chúng sanh đều có cái tướng hảo quang minh như Đức Phật, và nhập vào trong cái dòng thánh của chư Phật đã truyền dạy. Nên chỗ nương tựa này quý vị đừng có bao giờ rời, đừng bao giờ bỏ. Chỉ có chỗ nương tựa này mới là chỗ chân thật nhất. Tại sao? Tại vì chúng ta nương tựa vào Phật nên ta tu theo Phật. Chúng ta nương tựa vào Phật nên ta tin nhân quả nghiệp báo. Chúng ta nương tựa vào Phật nên ta biết cái hạn cuộc của lý nhân duyên, sanh và diệt ở trên thế gian này. Nên mình không còn ngỡ ngàng, mình không còn sợ hãi, mình không còn sầu thương, không còn oán giận đối với tất cả các cái xung quanh nữa. Tại vì chúng ta là đã theo Phật rồi mà, mình nương tựa Phật nên mình phải có một cái đại nguyện trước Đức Phật: mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ cho con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con đời đời theo Phật, dầu cho Phật bổ xứ chứ con đến nơi nào đó con cũng theo Phật để con tu. Do đó mà xin Ngài gia hộ con đem phước báo công đức này con hồi hướng. Nếu mà con sanh ra bất kỳ nơi cảnh giới nào đều phải gặp Phật, gặp Bồ Tát, gặp Thiện Tri Thức, gặp những bậc trưởng thượng để con học giáo lý của nhà Phật mà con tu. Thì cái này quý vị mới là cái quan trọng.
Nên chúng ta đừng có bao giờ nương tựa bất kỳ cái gì hết. Chúng ta chỉ nương nhau mà sống, trao đổi nhau mà sống thôi. Đừng bao giờ nương tựa chúng ta phải hụt hẫn. Nghe quý vị, nên á, nương tựa thì chúng ta dễ bị sai lầm. Nào quý vị có nghe cái bài hát mà tôi đã lầm đúng không? Quý vị có nghe Giật Trường hát đó, tôi đã lầm về đây đi tìm trường, nghe tiếng thở dài đó, đó là hoặc là tưởng giếng sâu nói sợi dây dài, nào giờ ngờ cái giếng cạn mà tiếc hoài cái cọng dây, là chỗ đó quý vị. Nên đừng có bao giờ nương tựa bất kỳ cái việc gì trên đời, và đừng bao giờ chấp trước là giữ chặt bất kỳ việc gì trên đời, tại vì nó vô thường, nó tan hoại, nó thay đổi, nó không phải còn như ngày hôm qua nữa đâu. Ví dụ như ngày hôm qua người ta dễ thương lắm, nhưng mà nhầm khi ngày hôm nay nó dễ ghét lắm. À, quý vị, hôm qua chúng ta bình an lắm, ngày hôm nay chúng ta sợ hãi lắm. Nên nó sự thay đổi trong cuộc đời này nó liên tục, nên đừng bao giờ nương tựa nó, chỉ nương tựa Phật. Trong lòng có Phật, dầu cho biển cạn cồn dâu, dầu cho muôn nẻo thiên lý độc hành, chúng ta đều có Phật ở bên. Và mình nhớ tới Đức Phật không dám làm ác. Quý vị, giờ chúng ta nương tựa Phật, chúng ta chỉ làm lành thôi. Tại vì mười đời chư Phật đều là cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nên mỗi khi á ai có gì mà sầu thương oán giận đó quý vị, là người ta hay nương vào cửa Phật lắm. Nên đó là quý vị là thấy mình có bị cái gì đó, bị cái gì đó tức là nghiệp ác nó đến đó, rồi chúng ta đưa cái gì đó là nghiệp thiện nó đến. Nên người ta có bị cái gì đó thường hay là người ta nương tựa Phật, và người ta có được cái gì đó thường hay người ta quên Phật. Được cái gì đó nghĩa là được công danh, sự nghiệp, phú quý, giàu sang, sức khỏe, sắc đẹp, tiền bạc, danh vọng, tất cả cái được đó đều là quả báo thiện của đời trước đến bây giờ. Cho nên đó, mà khi mà cái quả báo thiện đến, chúng ta an vui, chúng ta lại say ngủ ở trong cái những cái điều thiện lành đó, những cái sung sướng đó, chúng ta quên đi Đức Phật đó quý vị. Nhưng mà mỗi khi chúng ta đau khổ, mỗi khi chúng ta thất bại, chúng ta bị là cái quả báo ác nó đến chúng ta bị cái này, chúng ta bị cái kia, bị cái nọ, quý vị, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu thương, bị oán giận, bị ta phản bội, bị giật hụi, giật tiền, chúng ta bị bệnh hoạn, ốm đau, bị con cái nó quậy, bị là chồng quậy, rồi bị vợ quậy, vân vân. Thì chính cái mà cái sự nó diễn biến ở trong cuộc đời như vậy, nên quý vị mình có nương tựa vào Đức Phật, mình có tin vào Đức Phật, có một cái nơi để mà chúng ta hàng đêm chúng ta đối diện với Đức Phật, và dầu cho bất kỳ ở đâu không có bàn thờ Phật, nhưng trong tâm chúng ta cũng có Phật. Quý vị, nên ta không sợ gì hết á, nên ai gạt, ai gẫm, ai hại gì, trong lòng mình còn có Phật ở bên mình, xung quanh Đức Phật bàn bạc trong không gian và thời gian, mình có đủ lòng tin cái đó hay không? Mình có đủ cái sự gửi gắm tâm tư mình tới Đức Phật hay không? Nếu có quý vị, thì mỗi khi chúng ta nhớ về Phật thì Phật sẽ hiện diện. Mỗi chúng ta niệm về Phật, Phật sẽ hiện diện. Chúng ta mỗi khi mà mình có lòng tin khởi với Đức Phật, Đức Phật sẽ hiện diện xung quanh mình. Nên chỗ nương tựa Phật quý vị đừng có bao giờ buông bỏ. Kiếp này chúng ta nương tựa Phật thì trở thành một cái chủng tử gieo duyên lành với Đức Phật. Do đó đời đời kiếp kiếp chúng ta sẽ gặp Phật, nên Đức Phật mới có thể cứu được mình. Còn tất cả không có ai có thể cứu được mình hết đó quý vị. Có thể người ta cứu được một chút, một khoảng thời gian đó, một sự việc nào đó thôi, chứ không phải cứu vĩnh viễn. Nhưng mà Đức Phật sẽ cứu mình kiếp này, kiếp khác và những kiếp khác. Nếu không có Phật, quý vị là nghĩ không có Phật thì tất cả thế gian này còn u tối. Mình bây giờ không biết được giáo pháp, không có chùa chiền, có tăng ni, có kinh sách gì đâu. Quý vị, nên chúng ta nương tựa Phật là cái đúng đắn, là cái sáng suốt nhất ở trong những nẻo sanh tử luân hồi. Chứ mình ra đi có một mình, có ai theo mình đâu mà nương mà tựa. Quý vị, mà chúng ta nương tựa Phật thì Phật mười phương, Phật ở mười phương chỗ nào cũng có. Nên nương tựa Phật thì cái đó là cái vững nhất, là cái đầu tiên mà ở đây thầy muốn trao đổi với quý vị Phật tử của mình quý vị. Và mình nương tựa Phật, mình là cũng chúng ta khuyên những người thân, quý vị, trong cái bài kinh Bạn Bè Thân Hữu, trong kinh điển Nikaya đó, là chúng ta giúp đỡ những người thân. Chúng ta có thể dùng tất cả các biện pháp để những người thân của mình là nương tựa vào Đức Phật,
để khai tâm, để mở trí, để có một chỗ nương tựa về mặt tinh thần, và chúng ta còn khổ hải nữa. Và chính cái đó là giao duyên lành nhà Phật, để những kiếp sau chúng ta gặp Phật, gặp Bồ Tát đó quý vị. Nên á, cái người nương tựa Phật không có còn sợ bất kỳ cái chông gai nào trong cuộc đời nữa. Thì dầu cho là trong đại dịch, dầu cho ngoài đại dịch, dầu cho hậu dịch, hoặc là chúng ta sống với dịch đi nữa quý vị, nhưng mà chúng ta có chỗ nương tựa, chúng ta không có là sợ hãi gì hết. Mà chúng ta, cái tâm mình không có sợ hãi đâu quý vị, cái tâm rất là bình an, tâm không có sợ hãi, thì chất đề kháng cơ thể mình tăng lên, nó không có bị là làm cho mình mất sức khỏe. Còn mà mình lo lắng, mình sợ hãi cái gì chứ sức khỏe mình nó dễ giảm tổn lắm. Nên mà mình đã tu tập, mình đã nương tựa vào Phật rồi, thì cái sự bình an tâm hồn luôn luôn lúc nào nó cũng ngự trị ở trong tâm mình. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Quý vị nhẹ nhàng thanh thản, chúng ta trong lòng có Phật là đủ, còn tất cả các cái thế gian tùy duyên mà thôi. Có nghĩa là có duyên sanh thì đến, duyên diệt thì đi, chúng ta không màng gì bất kỳ cái gì ở trong cuộc đời này. Cái đó là cái thứ nhất. Cái điều thứ hai, để tìm được sự bình an á quý vị, ngoài nương tựa Phật ra thì chúng ta cũng phải hiểu biết chúng ta đang sống ở đâu, và chúng ta đang bị cái gì, và cái đó nguyên nhân nào nó đi đến, và nguyên nhân nào để tháo gỡ, thì là mình không có sao hết. Chúng ta không có hoảng loạn, mà chúng ta vẫn luôn giữ sự bình an. Có nghĩa là mình hiểu biết. Có nghĩa là sự hiểu biết của mình là phải nghiên cứu, phải học hỏi, phải đọc báo, phải nghiên cứu, tra cứu cái gì để biết là ta đang sống ở đâu. Tại vì chúng ta đang sống trong mùa dịch mà, và dịch bệnh cũng chưa có hết, nó vẫn lây. Vẫn lan, nhưng mà làm sao quý vị lây ít một chút, làm sao cho đừng có nguy hiểm, làm sao chúng ta phòng ngừa tốt, làm sao chúng ta có thể lao động sản xuất, làm sao chúng ta có thể tu hành, và làm sao chúng ta tiếp tục sống bên những người thân của mình, bên đất nước của mình một sự bình an, thì cái đó mới là cái quan trọng. Do đó mà mình hiểu biết cái gì, hiểu biết về dịch, và hiểu biết về phòng chống dịch, quý vị, và hiểu biết về sống chung với dịch. Quý vị ta hiểu biết là hiểu biết gì đó, hiểu biết dịch bệnh này là dịch bệnh gì, dịch bệnh này á, quý vị gọi là COVID-19 thì là cái loại cảm viêm phổi tấn công thẳng vào ở trong phổi, nó là một loại virus, quý vị, tấn công vào phổi là một đoạn protein thôi, quý vị, và cái đường là lây lan, thì lây lan qua đường hô hấp của mình đó, tức là đường thở của mình đó là chủ yếu, và cái đường hô hấp là đường thở, và lây lan qua miệng, qua mắt, tại vì á là cái chỗ nào á mà nó có tiếp xúc thì nó sẽ lây lan, nó tấn công vào cơ thể của mình á, là qua mắt nè, qua miệng nè, qua mũi nè, do mình hít thở, hoặc cái tay của mình á là trát lên quý vị. Do đó mà mình á là không có để lây lan á thì bắt buộc mình phải cách xa, bắt buộc mình phải khử khuẩn tay, để chi đừng có chát lên mắt. Ví dụ như ta giao hàng shipper rồi đó, vô đây cái mình cầm lên cái nó dính đây cái lâu lâu mình dụi mắt, lâu lâu mình dụi mũi, lâu lâu mình gãi đầu rồi đó, thì nó tấn công vào cơ thể của mình. Do đó là người ta phải sát khuẩn lại vậy đó quý vị. Cái thứ hai nữa, mình hô hấp mình hít vào đó thì phải có khoảng cách. Khoảng cách ở xa người ta thở ra, những người nhiễm bệnh ta thở ra rồi mình hít vào á thì cái con đó nó chưa tới. Hoặc giả là ở trong phòng kính á, ví dụ như ở phòng kính thế này nè, thì một người bị nhiễm bệnh á thì người ta thở ra thì không khí trong phòng kính nó quay vòng là mình hít vào, nên mình phải mang khẩu trang. Dầu trong phòng chúng ta cũng phải mang khẩu trang để chi, để hạn chế cái sự hít vào của nó, và chúng ta phải ở những cái nơi thoáng để chi, để loãng cái không khí đi, và gió nó lùa đi thì cái xác sức mà mình hít vào á quý vị nó ít đi. Cái đó là sự phòng tránh á. Nhưng mà nếu mà có nhiều người bệnh quá, ví dụ trong con hẻm, hoặc là ở nên cái tòa nhà, ở một cái tòa chung cư có nhiều người bệnh quá, thì cái độ mà ta thở ra đó, cái người bệnh ta thở ra nó đi vào trong không khí đó nó đậm đặc quá thì cũng khó phòng, khó tránh lắm. Quý vị, thì chúng ta chỉ bịt khẩu trang thôi chứ biết đường đâu mà né, biết đường đâu mà tránh, nên mình phải bịt khẩu trang. Và cái phòng tránh mà tốt nhất trong lúc bây giờ đó quý vị, đó là chúng ta chích ngừa. Tại vì nếu mà chúng ta chích ngừa á một mũi á, thì sau một tháng thì sẽ có đủ cái đề kháng của một mũi, và cái mũi thứ hai á quý vị là sau 3 tuần tới 1 tháng thì có đủ đề kháng. Do đó mà ở trong Zalo quét mã QR đó, cái người nào mà chích 2 mũi rồi nó hiện lên màu xanh,
Chích hai mũi rồi nghĩa là sau nửa tháng hoặc là 3 tuần trở lên thì nó sanh ra đủ chất đề kháng. Cái chất đề kháng này có nghĩa là kháng lại cái con virus của COVID. Để anh chị đó, quý vị, nếu nó có tấn công vào mình đó thì chất mình đó, trong cơ thể mình có đủ chất đề kháng. Nếu chúng ta không có chích đó đó thì sẽ có cái đề kháng tự nhiên. Đề kháng tự nhiên là trong cơ thể mình nó sẽ có cái chất đề kháng, mà đề kháng tự nhiên nó không có đủ để đánh con này nó mới mẻ quá. Do đó cơ thể mình cần phải có thời gian nhận diện, thời gian sanh ra chất đề kháng trong bao lâu đó, 1-2 tuần đó, để tấn công ngược lại. Thì trong thời gian đó thì sanh sôi nảy nở quá nhanh, làm cho chúng ta không thể đề kháng tự nhiên thể diệt được, bắt buộc chúng ta phải dùng cái đề kháng nhân tạo. Đề kháng nhân tạo tức là chúng ta chích ngừa một cái vào trong cơ thể mình sanh ra đề kháng. Thì có nhiều cái phương pháp để sanh ra đề kháng, trong đó có chích ngừa. Chích ngừa có thể là các nhà sản xuất cái thuốc chích ngừa đó quý vị, thì có nhiều kiểu khác nhau, kiểu bằng hóa học, có kiểu bằng sinh học, vân vân. Thì cái đó là cái bên khoa học người ta tính toán. Và khi nó vào cơ thể của mình thì cơ thể của mình sẽ nhận diện cái thuốc ngừa đó, nó sanh ra chất đề kháng để nó kháng lại chính cái con này. Nên chích ngừa là con giả đi vào trong cơ thể để cơ thể nhận diện, để mà nó sanh ra cái chất đề kháng. Và khi con thiệt nó vào, đâu quý vị biết là cái môi trường đậm đặc, nhất là mở cửa mình sống chung á, thì mình đâu có biết đâu. Nhằm khi mình đi siêu thị, nhằm khi mình đi xem phim, nhằm khi mình xem đá banh, nhằm khi đi hát karaoke, nhằm khi đi du lịch, nhằm khi á là mình gặp nhau tay bắt mặt mừng, thì cái cơ hội để cho con này nó lây lan á quý vị là rất cao, rất lớn, là tại vì chúng ta không có thấy. Do đó mình hoạt động thường xuyên hàng nhật hàng ngày nè, mình cũng không thể đề phòng được chăm chăm cái cách xa cái nguồn lây bệnh được á quý vị. Do đó mà cái phơi nhiễm này nó sẽ ở khắp tất cả nơi, nên á, tất cả mọi người đều phải chích ngừa hai mũi để làm chi, để đủ khả năng đề kháng. Đúng quý vị chứ, cái người mà chích ngừa rồi có lây bệnh không quý vị, và có nhiễm bệnh hay không? Cái người chích ngừa một mũi á quý vị vẫn bệnh bình thường và lây bệnh bình thường. Cái người chích hai mũi vẫn bệnh bình thường, vẫn lây bệnh bình thường. Nào quý vị, nhưng cái chỗ nào là cái lây bệnh với cái nhiễm bệnh nó khác nhau. Nhiễm bệnh là ta thở ra, mình hít vào gọi là nhiễm bệnh. Còn lây bệnh là mình thở ra, người khác hít vào. Nên đó quý vị, có nhiều người rất rất là sai lầm. Ví dụ như về quê thăm cha mẹ, ở dưới quê chưa chích ngừa, mình ở đây chích hai mũi rồi, nên về thăm, cái này là thôi đừng về thăm, về quê đang bệnh tật, còn hai mũi rồi thầy nè, là cái điện thoại ra quét cái mã QR xanh lè nè thầy, là mình hai mũi. Nhưng mà lỡ mình hít cái con đó vô, mình lây đây, mình về nhà mình lây cho cha mẹ anh em mình sao quý vị. Nên những người về quê, ở dưới quê người ta cũng cách ly lại chỗ đó đó, đâu biết làm sao đâu, phải cách ly cho chắc ăn. Lỡ mà mới hít vào thì mình test xét nghiệm chưa có, nhưng mà chưa có đủ để mình xét nghiệm, nhưng mà nó đang sanh sôi nảy nở ở trong cái người của mình á, trong phổi mình á, trong cái đường hô hấp của mình, rồi tới 2-3 ngày sau nó đủ cái lượng để nó phát tán, nó lây, thì lây cho người nhà mình. Do đó mà lây và nhiễm là hai cái khác nhau. Lây có nghĩa là mình nhiễm rồi mình lây cho người khác, nhiễm là mình chưa bị, mình hít vào nó sẽ đi vào trong cơ thể mình, nó sanh sôi nảy nở trên đường hô hấp, trong phổi mình. Do đó cái người chích một mũi hai mũi rồi vẫn lây bệnh, vẫn nhiễm bệnh nha. Nhưng mà nếu mà chích một hai mũi rồi vẫn nhiễm bệnh, vẫn lây bệnh thì người ta hỏi chinh chi? Không phải quý vị, tại vì á là chúng ta có chất đề kháng, nên khi nó lây bệnh, nó nhiễm bệnh á, thì cái cơ thể mình nó đánh liền, nó vô cơ thể nó đánh liền, nên nó sanh sôi nảy nở không đủ lớn để mà nó làm nguy hiểm cho cơ thể của mình, thì đã bị đề kháng của mình diệt nó đi rồi. Ví dụ như nó có 1000 quân nó mới diệt được cái lá phổi của mình. Bây giờ nó sanh ra mới 200-300 quân là đề kháng mình đã diệt hết 200-300 quân đó rồi. Quý vị hiểu không? Nó không đủ 1000 quân để mà nó tiêu diệt cái đường hô hấp của mình. Do đó cái ý nghĩa của mà chích ngừa sẽ đem lại sự an toàn cho mình khi lây bệnh. Quý vị, chứ không phải là chích ngừa là không lây bệnh, hai cái này nó khác nhau. Nên quý vị đừng có nghĩ là chích ngừa là không lây bệnh, chích ngừa vẫn lây, vẫn nhiễm bệnh, và chích ngừa vẫn đi lây lan cho người khác. Nên cái người đã chích ngừa rồi hai mũi thì vẫn phải bịt khẩu trang, để chi? Để chúng ta nói ra đó, cái khẩu trang nó chặn lại, nếu chúng ta lỡ có nhiễm bệnh thì không lây qua những người khác. Tội nghiệp người ta chưa chích, hoặc là người ta cơ thể yếu. Quý vị thì dầu cho chích hai mũi nữa mà cơ thể yếu thì cái đề kháng của mình nó sẽ yếu theo, và đề kháng yếu theo thì cái sự mà sanh sôi nảy nở của con COVID này nè nó sẽ nhanh hơn
Do đó mà chúng ta chích ngừa rồi chúng ta cũng không có ỷ y nha. Không có ỷ y cái gì? Không có ỷ y á là cái sự nhiễm và lây nhiễm. Chúng ta chích ngừa rồi có thể nhiễm. Nếu mà mình sức khỏe không tốt quá quý vị thì nó vào tuy là có chất đề kháng nhưng đề kháng mình vẫn yếu luôn tại vì sức khỏe không tốt. Chích ngừa rồi thôi thoải mái rồi nhậu sáng đêm, đánh bài sáng đêm, ăn chơi sáng đêm, hút thuốc gì quá trời không cử gì hết. Chích ngừa rồi á quý vị là có kim bài miễn tử hay không đâu. Quý vị chích ngừa rồi nhưng mà chẳng phải bảo vệ sức khỏe mới có kim bài miễn tử chứ. Còn nếu mà chích ngừa rồi mà không có sức khỏe, không có sức khỏe quý vị thì con gì tấn công vô cũng đi chứ không phải là con Covid này đâu. Nếu không có sức khỏe cả ngàn cái bệnh khác nhau chứ đâu phải chỉ có con Covid. Quý vị mà mình chích ngừa chứ chích ngừa Covid thôi chứ đâu có chích ngừa cái bệnh khác. Cho nên á là chúng ta không giữ gìn sức khỏe mình ỷ y á, thôi tôi chích Covid rồi thôi, nghỉ không có bảo vệ không bảo vệ gì đây chứ á quý vị, là một sai lầm rất lớn. Cho nên mình chích ngừa rồi thì càng phải bịt khẩu trang để chi đừng có lây cho những người khác đó, quý vị. Nhất là mình là người con Phật, mình phải khởi cái tâm từ và trí tuệ, sự hiểu biết gọi là từ bi và trí tuệ đó. Từ bi là thương yêu người ta nên đừng có bao giờ lây bệnh cho người ta, và sự hiểu biết của mình về con này để mình truyền đạt cho người khác. Nên chích ngừa rồi 2-3 mũi gì thì cũng phải bịt khẩu trang. Nếu lỡ nó có tấn công vào thì chúng ta cũng không lây cho người khác, tại vì mình đã được an toàn 2-3 mũi. Còn người ta chưa có mũi nào, hoặc một mũi, hoặc là người ta chích 2-3 mũi mà người ta vẫn yếu trong người, là người ta bệnh nền, vẫn yếu, không có sức khỏe, thì mình lây cho người ta vẫn bị nguy hiểm cho người ta. Do đó vì lòng thương yêu của người ta mà hãy bịt khẩu trang và hãy cách xa một chút. Quý vị, nên bữa đó có cái chú đó, chú gặp mà chú cứ lại sát bên này, cách nhau chừng đâu 2-3 tấc, cứ lại là anh đứng cách mét đi ở ngoài 2-3 mét gì nói chuyện được rồi. Ông lại con chích 2 mũi xanh lè này, con đem điện thoại ra cho thầy coi, là anh xanh thì xanh nhưng mà ở phía bên thầy có xanh đâu, ví dụ gì đó. Quý vị, bây giờ mình không lây cho người ta, mình tính đâu là chích ngừa rồi sao không lây. Chích ngừa rồi á quý vị, nó nhiễm nó vẫn lây bình thường, nhưng mà nó không bị nguy hiểm thôi. Bản thân người chích ngừa không bị nguy hiểm, tại vì có chất đề kháng nên con đó không sanh sôi nảy nở nhiều để làm nguy hiểm cho cái đường hô hấp, lá phổi của mình thôi. Nên chúng ta bắt buộc cũng phải sát chích ngừa rồi, cũng phải sát khuẩn chích ngừa rồi, bịt khẩu trang, đừng lây cho người khác. Quý vị, và tránh cái người khác lây mình. Mà tránh người khác lây mình thì cái cơ hội mình lây cho người khác lại ít đi. Quý vị, nhưng mà lỡ mà có nhiễm bệnh rồi đó quý vị, thì chúng ta cũng phải tìm cái cách để mà chúng ta khống chế được nó, hoặc là chỉ cho những người khác đó mình tìm hiểu. Mà cái con này nó sợ gì đó quý vị, là nó sợ ấm mà thích lạnh, nên chúng ta hãy giữ cổ mình ấm ấm, nước ấm muốn hoài vậy đó. Quý vị, rồi chúng ta vệ sinh tay chân, vệ sinh đường họng của mình bằng cách khò nước muối. Quý vị, 9/1000 đó hoặc mặn hơn tí. Rồi là chúng ta là xịt mũi bằng chai xịt sát, hoặc là chúng ta có nước muối riêng mình nấu sôi để nguội đó, sát khuẩn. Rồi mình xịt để vệ sinh. Quý vị, rồi thường hay rửa mặt rửa tay sạch sẽ đâu đó đàng hoàng. Khẩu trang mình xài thì nếu mà xài khẩu trang xịn quá quý vị, thì mình nghiên cứu cái con này nè, nó đeo bám trên vải là bao lâu nó đi, và nhiệt độ nào, nên ta đem ra phơi nắng. Phơi nắng xong ta để cỡ nửa tháng sau đó ta đeo lại thì cho nó an toàn, để con đó nó chết trước nửa tháng. Vì đó mình, ví dụ mình xài chục cái khẩu trang mình máng lên đó, dầm phơi nắng đi, máng đó cái ngày mình máng đó, cho tới khoảng 2-3 tuần sau mình hãy xài lại. Nếu khẩu trang xịn quá đó, còn khẩu trang không xịn thì dục luôn một lần. Còn khẩu trang xịn mà xài lại đó, cái gì mình phơi nắng và để qua cái thời gian mà nó bám lên, nó sống được bao lâu đó, thì mình cho qua thời gian đó mình sử dụng lại thì nó an toàn. Quý vị, chừng nếu bằng không nữa thì mình lấy khẩu trang đó đó, phơi nắng xong mình vô mình lấy cái miếng giấy, miếng vải đó để lên, lấy bằng ủi mình ủi, ủi vậy là con gì nó còn. Quý vị hiểu không? Cho nên mình hiểu biết chút là được. Nhưng nó còn nhiều người á quý vị, sử dụng khẩu trang, sử dụng đi, sử dụng lại, sử dụng tới, sử dụng lui, còn chưa giặt nữa đâu, nửa tháng chưa giặt khẩu trang nữa quý vị, thì cũng như không. Nội cái các cái con vi khuẩn khác nó sanh trên khẩu trang đó mình hít vô còn độc hơn cái con kia nữa à. Do đó chúng ta cũng phải khẩu trang sạch chút. Quý vị, rồi là mình cũng phải biết là cách để tiêu diệt các cái con bám lên, nhất là con Covid này nó bám lên, bằng cách ta phơi nắng, cách ủi nó, hoặc cách để qua khoảng khỏi nửa tháng gì đó cho chắc ăn, nó có bám đó nó cũng tiêu luôn, vân vân.
Thì đó là khẩu trang xịn nha, khẩu trang không xịn thôi là sàn lần hay bỏ cũng được, không sao, khẩu trang cũng rẻ, nghe không quý vị. Còn nước cồn rửa tay, nước khát khuẩn này nọ, xà bông đó thì mình phải là cẩn thận. Còn mình đi đâu đó về, xa về đó quý vị, thì chúng ta phải đồ đạc mình mặc phải giặt hết, để cho nó an toàn cho người thân, cho người nhà của mình, nghe không quý vị. Còn nếu mà lỡ mà người ta có ở nhà mà người ta bị bệnh rồi đó, thì người ta cũng phải nghiên cứu cái cách tiếng là thuốc xong. Nè quý vị, thì mình xong lá cây này lá cây kia đó, mình xong để làm chi? Để cho cơ thể mình nó mạnh lên. Ông bà mình xưa là bị cảm là xong mà, phải không? Rồi mình xong mũi, xong mũi ví dụ như nước tỏi rồi đó, hoặc là dầu tràm, dầu bạc hà đó, chúng ta xong. Mà nhớ là cái gì á, bỏ trong ly nè, mình xong bỏ trong ly mình đổ nước sôi vô ít đây, rồi mình hít hít cái phà ra, ngày xong hai lần là tốt nhất. Rồi đó, mình đổ miếng nước sôi nữa thì nó lên hơi mới rồi lên đó, mình lấy nắp đậy lại để đừng cho ra hơi, rồi đổ thêm vậy là mình xong, xong khoảng 5 phút vậy đó quý vị, thì làm thông mũi thông miệng hết đó quý vị. Cái đó nhiều lắm, nhiều cái bài thuốc đông y mà có thể lại giúp cho. Còn ví dụ những người sốt á, nước dừa gần với đường phèn đó quý vị, người ta uống làm ta hạ sốt đó, rất là tốt. Do đó những cái bài thuốc đông y, những bài thuốc cây lá mà nó không có nguy hiểm gì thì chúng ta có thể xài được đó quý vị. Còn ví dụ như mà hàng ngày mình uống cái ly nước chanh nè, cái gì nước chanh ấm á, mình uống ngàn lần nếu không có bị bệnh đau bao tử, bệnh đau bao tử thì uống ít một chút, còn không đau bao tử thì vẫn uống vậy, thì nó làm cho chất đề kháng mình tốt. Và đồng thời mình tập thể dục thể thao, vận động, cơ thể mình vận động làm thông máu, hoạt huyết, oxy và dinh dưỡng, nó nuôi khắp cơ thể mình, làm cho mình có một chất đề kháng và chất phòng ngừa bệnh rất là hữu hiệu. Quý vị tập thể dục, còn phơi nắng vào buổi sáng là chúng ta khoảng chừng 8-9 giờ sáng ta phơi nắng 5-10 phút gì đó để sanh lượng vitamin D cho cơ thể. Rồi là mình ăn uống đầy đủ. Quý vị, ăn uống đầy đủ là gì? Có nghĩa là đừng có là thà tiện quá, ăn thì cũng phải ăn đủ chất, rồi ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi. Nghỉ với ngủ hai cái khác nhau. Nghỉ ngơi là mình làm nhiều phải có thời gian nghỉ, còn ngủ phải có thời gian ngủ là 6-8 tiếng tùy vào lứa tuổi, tùy vào hoàn cảnh của mình. Ít gì cũng ngủ đêm 6 tiếng đồng hồ thì nó mới đủ cái lượng thời gian mà cơ thể của mình để phục hồi, để recharge lại cái năng lượng của mình. Quý vị, nó mình hiểu biết được vậy đó quý vị, thì mình đâu có sợ nữa đâu. Chích ngừa, phòng tránh, sống chung. Và mình thương người ta thì đừng có lây cho người ta, và thương người ta thì phải giúp đỡ cho người ta. Người ta chưa? Do đó mà chúng ta nương tựa vào Đức Phật và chúng ta hiểu biết về cái con Covid này thì chúng ta không còn sợ hãi nữa. Nhưng mà mình cũng phải biết cách phòng, cách ngừa để đừng có lây cho người ta, mình đừng có nhiễm. Mà nếu lỡ nhiễm rồi thì chúng ta cũng phải bình tĩnh sử dụng các cái chất thuốc để mà mình sanh ra chất đề kháng. Uống vitamin C, rồi số người ta uống paracetamol rồi đó quý vị, hoặc là viên sủi efferan rồi đó, để cho nó thông máu. Dần dần, nói chung là những cái gì thông thường thì chúng ta có thể mua uống, còn cái gì phức tạp chút xíu thì chúng ta phải đến bác sĩ nha. Chứ cũng đừng có là ý y. Nếu mà thông thường thì chúng ta có tự mua thuốc uống, còn nếu mà quý vị là thấy mình hít vô quý vị, mình nín hơi trong vòng 10 giây, 15 giây mình nín không được, hít vô chỉ 2-3 giây rồi bắt buộc phải thở, là cái phổi mình nó bị tấn công đó. Nó không đủ để bung ra cái hơi thở đó, thì chúng ta cũng phải đi thăm khám. Chứ không phải là luôn luôn lúc nào nào cũng cố thủ ở nhà, mà hãy tốt nhất là thăm khám. Tại bây giờ quý vị bệnh viện cũng là mở cửa lại hết rồi, nên chúng ta thăm khám cũng việc bình thường chứ không có gì khó khăn cho mình. Như vậy là cái điều thứ hai, để làm cho mình được bình an thì mình phải hiểu nó. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà, phải không? Ở ngoài xung quanh chúng ta có Phật, chúng ta đã nương tựa vào Đức Phật, quý vị, chúng ta nương tựa vào Đức Phật rồi là nhờ Đức Phật nên chúng ta nương tựa vào giáo pháp để chúng ta tu thông qua quý thầy giảng dạy. Rồi bây giờ chúng ta hiểu biết về cái bệnh này nên chúng ta không có sợ. Khi mà mở cửa ra có nhiều người quản sợ, không biết làm sao, bình thường lây gì, mở cửa ra lây thêm, dĩ nhiên nó phải lây, mình hít vô lây à, chứ không nói gì hết trơn á, chỗ nào nó có hít vô lây à. Nhưng mà mình làm sao cho nó hạn chế, làm sao cho có sức khỏe để vượt qua, làm sao đừng cho lây cho người ta và người ta đừng có lây mình. Thì nãy giờ là thầy chia sẻ vậy là quý vị là đã hiểu thêm, nên mình đừng có sợ, nghĩa là mình đừng có sợ, nhưng mà đừng có ỷ y.
À, quý vị đừng có sợ, nhưng mà mình phải đừng có y. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải nhớ là chúng ta phải ngăn cách nó đối với mình. Và luôn luôn lúc nào mình cũng ngăn cách mình với mọi người. Để làm chi? Để bình an cho mình và bình an cho mọi người. Vì lòng từ bi chúng ta thừa hưởng của Đức Phật để giúp đỡ cho mọi người nữa quý vị. Và cái thứ ba để đạt được sự bình an đó quý vị, là chúng ta phải có phước. Phước như là một cái lá chắn, phước như là bùa hộ mạng, phước như là một cái áo giáp sắt, phước như là một cái tường thành vững chắc, phước như là kim cương thân, quý vị, phước như là kim bài miễn tử. Nếu chúng ta có phước đó quý vị, nên là mình đừng có bao giờ mà chúng ta xem thường cái phước báo. Dĩ nhiên cái người con Phật có lòng từ bi thương yêu thường hay giúp đỡ những người khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta giúp đỡ với cách đơn thuần như vậy mà mình không nghĩ tới cái tội phước á quý vị, thì là mình sẽ nhầm khi giúp ít lắm. Chúng ta không có giữ được cái phước báo của mình. Phước báo do đâu mà có quý vị? Phước báo do ở trong kiếp trước mình đem đến. Phước báo do kiếp này mình tạo ra. Phước báo do người thân, thân của mình hồi hướng cho mình. Thì tổng hợp đó là ba cái loại phước báo. Và mất phước báo bằng cách nào? Mất phước báo bằng cách là chúng ta hưởng thụ ở trong cuộc sống. Bất kỳ những cái gì mà chúng ta tồn tại, chúng ta hưởng thụ đều làm mất phước báo. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta ăn, chúng ta mặc, chúng ta nghỉ, chúng ta xài, bất kỳ cái điều gì cũng làm mất đi cái phước báo của mình. Cái gì? Tại vì đó là chuyện bình thường thôi. Phước để làm gì? Để xài. Tiền làm gì? Để xài chứ không phải để cất. Phước làm gì? Để xài. Nhưng mà xài tiền thì nó sẽ hết, phước xài thì nó sẽ hết. Do đó mà chúng ta hãy xài ít phước chừng nào là tốt chừng đó. Làm phước vô nó nhiều mà xài ít phước á, thì cái kho phước báo mình nó còn. Mà kho phước báo mình còn, không sợ gì hết. Phước có thể đem qua kiếp sau. Tiền không đem được kiếp sau mà phước đem được kiếp sau. Và phước mà khi đủ duyên nó sẽ trổ ra một cái quả, nó làm bao bọc xung quanh mình, làm tường đồng, làm vách sắt để bao bọc xung quanh mình. Quý vị, phước nó quan trọng vậy đó. Nên làm gì làm á quý vị cũng phải tạo phước. Làm gì làm cũng đừng cho tổn phước là đó đó. Làm phải bòn phước là cho đó. Do đó mà bây giờ nè quý vị thấy á, là trong cái thời buổi này, ví dụ như á, là chùa của thầy cũng là cho tặng hàng ngày nào cũng cho, chứ ngày nào chúng ta cũng tặng gạo mì dầu ăn nước tương đường bột ngọt rau củ quả cây đến cho mọi người. Hôm qua đó làm đi chuyến cả miền Tây, tức các tỉnh miền Tây luôn, đi xe công hai xe để đi các cái tỉnh miền Tây để hỗ trợ cho người về quê và bà con khó khăn ở nơi đó quý vị. Để làm chi? Để tạo điều kiện cho quý Phật tử chúng ta có phước. Nên phước do đâu mà có? Phước do nói mà có, phước do hành động mà có, phước do bố thí mà có. Nên phước á, là mình làm lợi ích cho người khác đều có phước hết. Nhưng mà phước lớn phước nhỏ tùy tâm. Nếu chúng ta làm lợi ích với tâm từ bi thương yêu quý vị, thì phước báo rất là lớn. Với tâm hoan hỷ phước báo rất lớn. Với cái động thái không ai xúi dục mình mà tự phát tâm mình làm thì phước báo nó rất là lớn. Nên phước báo lớn nhỏ thì tùy phụ thuộc vào cái số lượng mình cho, số lượng mình tặng, phụ thuộc vào mình tặng cho ai, cho ai, và phụ thuộc vào mình cái tâm mình lúc tặng là tâm gì, nó có tâm hoan hỷ hay không, hay là nó có cái trí tuệ thấy được nhân quả nghiệp báo tốt lành trong khi mình cho tặng hay không, thì phước báo nó sẽ lớn hay là nhỏ khác nhau. Tuy nhiên có cho là có phước, có tặng là có phước. Dầu cho tặng một lời nói, cho lời nói hoặc là một cái hành động, một cái cử chỉ hoặc là của cải vật chất đều sanh ra phước hết quý vị. Nên mỗi khi mình nói với người ta, bất kỳ mình nói lời nói nào cũng phải là nói nhẹ nhàng. Để làm chi? Đó là lời ái ngữ để người ta hài lòng. Ta hài lòng là có phước quý vị. Nên nhất là người con Phật mình nói phải là Ai Di Đà Phật, quý vị không? Thấy người ta vui chưa? Hoặc Ai Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Ai Di Đà Phật, thấy người ta vui chưa? Hoặc là Mô Phật, thấy người ta vui chưa? Quý vị, và mình nói rất là nhẹ nhàng, chứ đừng có bao giờ nạt nộ, nói tục, nói tiểu, rồi là nói lời ác khẩu, độc mồm, độc miệng. Mà hãy nói những lời từ bi thương yêu giúp đỡ người ta, nói câu pháp nhũ pháp bảo cho người ta an lòng, dần dần thì tất cả những cái cách nói đó, lối nói đó đều đem lại phước báo cho mình. Nên mở miệng ra là có phước. Cái người khôn mở miệng ra có phước, mà người mà không khôn mở miệng ra là tổn phước. Cái người khôn mở miệng ra cái là nói giúp người ta không à, nói ngọt,
À, như đường như mật để làm chi? Để cho an lòng ta. Nói những lời đàng hoàng để cho người ta tin tưởng, và nói lời lợi ích để người ta được lợi ích. À, quý vị thấy không? Nên cái người mà có trí tuệ là bao giờ nói chuyện như người ta cũng phải giúp người ta bằng cách là chỉ người ta tu tập, chỉ cái này chỉ cái kia nếu mình có khả năng. À, hoặc là không có khả năng gì hết thì nói một câu ban vui cho người ta thôi, khen người ta một tiếng, hoặc giả là nói chân tình với ta một tiếng, chia sẻ với người ta cho vui. À, cái đó quý vị, thì cái đó sẽ đem lại cái phước báo cho chính mình. Nên mở miệng là có phước, mà tại vì người ta không biết mở đó. À, quý vị, mà mình mở miệng toàn là gặp tội không à. Mở miệng cái nói xeo, nói cấn. Mở miệng ra cái nói tục, nói tiểu. Mở miệng ra cái nói là toàn là cái chuyện thị phi không. À, nhất là những người nhiều chuyện đó quý vị. Thậm chí lại chùa cũng còn nhiều chuyện nữa, chứ đừng nói ngoài. À, mà nhiều chuyện là nói những cái điều không có tốt đẹp những người khác không à. Mình nói sao mà cho người ta gây lòng tin với tam bảo. Mình nói sao làm cho có lòng tin với cuộc đời. Nói sao ta tâm được bình an. Nói sao ta không có sợ hãi. Mình nói sao người ta là rất là phấn chấn sống. Mình nói sao mà người ta tránh được bệnh tật khổ đau. Mình nói sao mà người ta sống là đàng hoàng. Thì những lời nói của mình là gây phước. Bởi vì mở miệng là có phước mà. Dạ, con nhà Phật mình chỉ cần tư duy chút xíu thôi, mình chỉ cần á là có cái trí khôn chút xíu thôi. Dạ, quý vị chưa có phát tuệ nhiều gì cả, chỉ cần mình học hỏi nhiều chút xíu thôi là mình mở miệng ra là có phước. Mở miệng ra dạ thưa xin lỗi là nó đã có phước rồi, người ta hài lòng. Mở miệng ra nói nhẹ nhàng, chim khôn á thì kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Quý vị nghe đó không? Đó do đó mà mình nói tiếng á nhẹ nhàng thanh thản thôi. Đừng có bao giờ bắt nạt. Thấy người ta nhỏ hơn mình bắt nạt, rồi á là thấy người ta lớn hơn mình á thì thượng đội hạ đạp. Rồi á là lấy chuyện đầu này nói đầu kia nói đầu nọ, rồi làm cho người ta rối đội hình hết. Quý vị, tức là nhiều chuyện đó thì thôi không có ổn, cái đó làm tổn phước mình, tổn đức mình, làm đau khổ cho người khác, và chúng ta làm mất lòng tin đối với nhau. Thì cái lời nói của mình là trở nên một cái lời nói như là mũi tên, lời nói như là lưỡi lam, lời nói như là rắn độc, lời nói như là thuốc độc, vân vân, để giết hại người ta. Thì chính cái lời nói ác đó chúng ta không bao giờ nói với một người Phật tử. Mình đã là Phật tử rồi mà, là Phật tử các con nên nhớ khi mở lời phải cởi mở với nhau. Vì thấy không? À, đó là lực chánh niệm chúng con nên nhớ, lực chánh ngữ chúng con nên nhớ. Đó, đó bắt đầu là mình nhớ. À, từng cái một khi mà mở miệng nói ra là phải nói khuôn vàng thước ngọc. Mở miệng ra nói với lời an vui, mở miệng ra phải nói lời ái ngữ. Còn nếu mà lỡ mình quen có tập quán nghiệp mở miệng ra nó nói bậy không á, quý vị hãy sám hối đi. Người ta học á, nói á, người ta chỉ học 2-3 tháng người ta nói được rồi. Nhưng mà học im lặng á quý vị, người ta sẽ học một đời đấy. À, học MC cũng học 1-2 năm là ra MC ngon lành rồi. Nhưng mà học im lặng là học cả đời đó. À, quý vị, nên ta tu tịnh khẩu là ta tu ta tập im lặng. Còn mình á, tập im lặng là gì? Là biết lắng nghe. Tập im lặng là biết lắng nghe. Nên khi mình biết lắng nghe người khác á, là chúng ta bớt đi cái ngã của tự thân của mình, cái ác tá. Cái ngã tự thân của mình nó sẽ bớt đi. Nên mỗi khi chúng ta biết lắng nghe một người khác nói thì chúng ta sẽ học cái im lặng. À, quý vị, học im lặng là phước rất lớn. À, là tại sao? Khi cái người mà nói ra toàn nói lời tầm bậy không, nên học im lặng là phước rất lớn. Còn cái người quý vị mà nói những lời tốt đẹp thì tùy duyên mà nói. Nếu nói trong hoàn cảnh đó, lời tốt đẹp đó người ta rất là hoan hỷ thì là chúng ta nói. Còn chúng ta nói những lời tốt đẹp đó mà người ta không hoan hỷ đón nghe thì dầu cho cỡ nào chúng ta cũng phải học cách im lặng. Tại vì một lời nói mình nói ra không có giá trị. Nên chúng ta không nói, dầu cho lời nói đó là lời nói ái ngữ, lời nói cũng bậc khôn ngoan, nhưng mà trong lúc đó ta chưa cần nghe, chưa đủ duyên. Nên nhầm khi mình nói lời ngon lành mà trở nên là tác dụng phụ ngược lại. Ví dụ như lúc đó tâm người ta là muốn kinh doanh mà mình toàn nói Phật Pháp không à. À, quý vị, người ta đâu có nghe. Lúc mà người ta sầu thương quán giận, người ta muốn nghe Phật Pháp thì mình nói toàn là kinh doanh không, sao người ta nghe.
Do đó phải nói phải đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ, đúng người, thì cái đó mới phát huy. Thì cái đó đúng như thế nào chỉ có tuệ mới biết được thôi. Nên con nhà Phật phải sử dụng tuệ trên nền tảng từ bi để hiểu biết được lúc nào người ta cần, lúc nào người ta không cần. Chứ không phải lúc nào mà cũng nói là có giá trị đâu. Dạ quý vị. Nên cái cô Phật tử thần tượng một cái vị thầy giảng, quý vị, nên là video clip nào thì vị này cũng nghe hết trơn á. Cái bữa đó là thầy ơi thầy, sao mà con là thần tượng vị thầy này giảng, mà con bắt mỗi khi bắt cái đĩa thầy này giảng lên, bắt cái video clip thầy này giảng lên á, thì xung quanh á người ta bực bội con, người ta chửi con, không biết cái hậu quả gì mà sao kỳ thầy. Là ủa sao kỳ vậy, bắt băng giảng mà người ta chửi. Ai nhà đâu có ở khu nhà trọ, quý vị, người ta làm ca đêm, tan tầm về đâu 9-10 giờ, 1 giờ đêm rồi. Thì lúc đó cổ mới dùng hai cái loa công sức lớn đó, cổ mới bắt cái video clip của ông thầy giảng cho mấy người kia nghe. Chứ ban ngày bắt ai nghe, người ta đi làm trơn rồi. Mà lúc đó người ta làm gì, lúc đó người ta tắm rửa, người ta ăn cơm, người ta ngủ. Người ta vừa nằm xuống cái bắt gian chứ cái phòng trọ chút xíu mấy chục phòng, đẩy hai cái loa karaoke, quý vị, bắt hoàng cái ta nghe, ta ngủ đâu có được, ta chửi cổ. Quý vị, cổ là càng chửi cổ càng bắt. Là tại sao? Tại vì mấy người chửi đó là mấy cái người không biết tu hành gì hết, giờ cổ bắt để cho người ta nghe, người ta tu. Quý vị, thực ra bắt người ta không phải nghe mà ta tu, mà người ta nghe để cho người ta bực bội, để người ta nổi sân. Quý vị, nên không có nên, đó không có đúng lúc. Tâm ta chưa mở ra, và thời gian đó thời gian ngủ nghỉ của người ta, lúc đó là mình phá người ta, mình bị tội thêm đó quý vị. Người ta làm nguyên một ngày rất là cực khổ, về tới 11 giờ ở đó mình bắt gian giọng hết trơn, rồi đó là ô nhiễm âm thanh, rồi người ta không có ngủ được, mất sức khỏe của người ta. Tại lúc đó người ta đâu phải là thời gian người ta nghe pháp. Nên á, không phải lúc nào mình nói những cái lời đó tốt đẹp cũng là tốt đẹp, mà mình phải hiểu biết nó đặt đúng nơi đúng chỗ. Khi nào người ta cần thì chúng ta hả nói, khi nào người ta không cần thì chúng ta dứt phát không nói. Chúng ta nên học im lặng. Nên người tu tập với quý vị là học im lặng, và lúc nào mình cũng học giúp đỡ người ta, nhất là cái việc bố thí. Nên mình dành dụm nha, ống heo nha, dành bướng ít, nuôi vô heo, nuôi vô heo, lâu lâu mình khui ra rồi mình làm phước. Quý vị thiếu gì ở trên đời này, nhất là ở trong cái thời buổi dịch này, có nhiều người người ta khổ lắm. Thấy vậy thôi đó, quý vị, bình thường á là đi làm có đủ tiền đó mà vẫn thiếu. Quý vị, ví dụ như dưới quê hai chồng lên làm mà nuôi một đứa con hoặc hai đứa con nữa, làm tháng 5-6 triệu, hai người cũng 11-12 triệu bạc, nào là tiền nhà, tiền cửa, tiền ăn, tiền uống, tiền con đi học, tiền điện, tiền nước, tiền xe, tiền cộ, tiền thuốc, tiền than, kem đánh răng, bàn chải, quần áo, bao nhiêu thứ chi tiêu còn gửi về cho cha mẹ ở dưới quê nữa quý vị, đâu có dư. Còn bây giờ 3-4 tháng liền, quý vị không có làm đồng bạc nào ra hết trơn á, quý vị thấy chưa. Còn bây giờ đi làm lại đâu có lãnh lương liền, làm phải tới tháng rồi ít gì đó, nếu mà lương từng hoặc lương nửa tháng, lương tháng mới có, mà mới làm lại công ăn việc làm đâu có nhiều mà lương cao. Quý vị thấy không đó, rồi cái công việc nó cũng ít nữa, do đó mà rất là khó khăn. Nên chúng ta nếu ai mà có dư một chút thì hãy san sẻ người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn, khi nào cần con phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Đó, quý vị thấy không, cái phước đó vẫn còn hoài nè, nên mình giúp cho tặng ta đi, đừng có tiếp con ma họ tiếp thì mình cắt bỏ đi nha. Do đó mình đã giúp mình san sẻ thôi, vật chất ở trên đời này quý vị có rồi cũng mất. Nó sẽ mất trước mình hoặc là mình mất trước nó mà thôi. Tất cả đều phải thành là trụ là quả. Vậy là không. Những cái chúng ta sở hữu chúng ta không có mang theo được gì hết. Nên giờ khởi lên lòng từ bi thương yêu, chia sẻ đi. Lá lành đùm lá rách đùm lá nát đùm lá te tu đùm lá tê tả đùm lá tan tành. Tức là cỡ sao á mình cũng có chia sẻ được hết, chia sẻ trong từ tình thương yêu, chia sẻ trong tình thương bến thương. Quý vị thấy không, đẹp biết như không, thấy con nhà Phật mà quý vị, con nhà Phật mở miệng ra thấy đẹp lắm. Con nhà Phật đi cái tướng cũng đẹp, nó quay nghi tới hành cũng đẹp, con nhà Phật giơ cái tay lên cũng đẹp, nó con Phật mở miệng ra đẹp, mà con Phật nhất là hành động đẹp. Hành động đẹp là cho là tặng người ta đó. Quý vị thấy không, rồi ở mỗi khi con nhà Phật mà cầm
một cái bịch gạo trao người ta, cầm thùng mì trao người ta, cầm cái bao thơ tiền trao cho người ta. Quý vị mà trao với cái lòng gì? Cái lòng thương yêu, muốn giúp đỡ, muốn an ổn xã hội, muốn người ta vươn lên trong cuộc sống, muốn người ta bớt đi một phần đau thương trong cuộc đời này. Mình đã cho tặng người ta, mình còn một cái lời chúc tốt đẹp nữa, cái này là an lành nha, cho này là phước của Phật nha, nè quý vị, làm cho người ta vui vẻ, làm ta an tâm. Hình ảnh của người con Phật đã đi khắp nẻo ta bà này cùng với quý thầy. Quý vị thấy không, trong cái mùa dịch này quý thầy thấy chùa không đó, bao nhiêu Việt Nam Quốc Tự mình là xe cứu thương là cho cả 11-12 chiếc rồi đó, thấy chụp hình báo đó. Quý vị thấy không? Đó, rồi tất cả các chùa, hầu như chùa nào cũng vận động Phật tử cho hết, chùa Pháp Tạng của thầy cũng là đầu tới giờ cũng không có nghỉ ngày nào chứ, liên tục á. Quý vị vậy thấy không? Đó, bà con đóng góp, Phật tử đóng góp thì có nhiêu mình cho nhiêu, có nhiều cho nhiều, có ít cho ít á quý vị, không có mình vận động tiếp, xin người này xin người kia kể đi. Quý vị mình cho tình thương mến thương trong xã hội. Trong xã hội nên cái hình ảnh của quý thầy quý cô đâu phải là chỉ hình ảnh giảng pháp, ngồi trên bục giảng không đâu, còn cái hình ảnh đi chỗ này đi chỗ kia, băng rừng lội suối lội sông, rồi nơi bão lụt, rồi xây cầu xây đường xây nhà cho người ta, đâu phải là chính phủ lo hết được đâu quý vị, tại vì chỗ này chỗ kia dự án này dự án nọ, nên cần phải có là những cái tấm lòng thương yêu, tình thương mến thương của người con Phật, nhất là hình ảnh của tăng ni ở tất cả các nơi, rồi Phật tử đi với tăng ni, mình là người con Phật, mình là Phật tử mà, Phật tử tức là người con Phật đó quý vị. Đó, do đó mình theo quý thầy nên cái hình ảnh rất là đẹp, hình ảnh của quý thầy ngồi bục giảng đã đẹp rồi, hình ảnh của quý thầy quý cô quý vị là đi từ thiện nó lại là đẹp đó quý không, rồi cái hình ảnh mà đi giúp đời nơi này nơi kia nó là đẹp, tất cả những hình ảnh đẹp đó thì quý vị Phật tử cũng phải học theo những hình ảnh đó quý vị, chúng ta cũng làm đẹp cho cuộc đời, tô điểm cho cuộc đời này quý vị bằng những hình ảnh đẹp, bằng những lời nói đẹp, bằng những sức quà yêu thương, bằng những lời lẽ yêu thương xuất phát từ đáy lòng quý vị. Rồi bây giờ mình còn rủ người ta là đi tu nữa, ví dụ như Zoom meeting này nè, hoặc giả là Google Meet tu online nè quý vị, thì mình rủ bạn bè mình tu. Chủ nhật làm gì, ở không làm gì, thôi nhậu chi, vô tu ngày đi, ở nhà tu ngày ăn lạc nghe pháp nè, chia sẻ nè, đặt câu hỏi nè, dần dần vấn đáp nè quý vị, mình mở mang ra thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải mà, đó mình có thâm nhập được những cái lời dạy của Phật vào trong cuộc đời, để chi mình lấy cái đó mình đi dạng nẻo cuộc đời, mà mình sẽ sử dụng theo cái đó, chứ không phải học kinh Phật rồi cất ở tủ đâu, mà học kinh Phật rồi chúng ta đem vào để xử sự trong cuộc đời này như thế nào, gặp nhau phải như thế nào, nói như thế nào, và cuối cùng quý vị sẽ đem lại sự bình an cho mình trong mùa dịch này bằng cách là chúng ta có tu tập. Có tu tập mới là then chốt nha, cái tu tập mới là then chốt, chứ người Phật tử mà không có tu tập thì thua à quý vị. Phật tử có tu khác Phật tử không tu. Phật tử có tu là gì quý vị? Tu là gì? Tu là tìm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thất nỗi lòng tham dục, làn sắc son là nỗi dậy tan thương, nó gây ra lắm quan nghiệt quái quăm, như số đâm ta lâm vào hang vực thẳm, ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bà lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đâm ta lâm vào đường tội lỗi. Quý vị mình tu có nghĩa là mình dùng pháp Phật để mình chuyển hóa tâm hồn mình, để chuyển hóa sự nhận thức của mình, để làm thay đổi hành vi của mình. Nên tu là gì? Tu là sửa. Sửa để làm gì? Sửa cái xấu cho ra thành cái tốt, để thay đổi. Thay đổi gì? Ở bên ngoài thay đổi lời nói và hành động, bên trong thay đổi tâm, tâm sở và ý ở phía bên trong. Do đó ta dùng nhiều cái pháp Phật khác nhau, dùng nhiều cái phương pháp khác nhau để mà mình là thay đổi. Quý vị, nên cái người nào có tu là được, chứ không phải cần tu cái pháp nào. Tu pháp nào mình phải hiểu pháp đó là tu được, miễn là pháp Phật. Tu thiền cũng được, tu tịnh cũng được, thiền quán được, thiền chỉ cũng được, thiền chỉ quán được, thiền tứ niệm xứ cũng được quý vị. Rồi là chúng ta
Có thể là chúng ta tu niệm Phật, rồi là cũng thể là chúng ta tu trì chú, vân vân. Thì chúng ta có nhiều cái cách thức tu tập khác nhau, và do đó mà mình miễn mình có tu là được. Mình có tu thì là mình sẽ đạt được cái sự thành công ở trong cái đời sống. Nên mình phải làm cái lịch nha, lịch tu. Dầu cho bận rộn cỡ nào, ngài cũng hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dầu quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Quý vị nên sáng sớm trước khi đi làm đó lên bàn Phật. Quý vị mình niệm Phật, mình lại Phật, mình nguyện hương, rồi mình tu, mình cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, nó đem cái lòng từ bi trải rộng khắp muôn phương. Nếu có thời gian ngồi công phu một chút, quý vị còn đi đứng nằm ngồi phải chánh niệm tỉnh giác. Đó, tu chánh niệm là biết chính mình, biết chính mình để làm chi, để sửa chứ để làm chi. Quý vị không biết mình biết sai đâu sửa, biết mình mới biết sai sửa chứ. Do đó đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, làm gì biết đó. Và biết nhận diện nó rồi mới hiểu được nó, hiểu nó làm sửa. Quý vị mình hiểu nó là tự khắc mình có cách để sửa, tại vì tuệ nó phát sanh. Tuệ nó phát sanh thì tự khắc mà mình có cách để mình sửa. Quý vị nên cái người nào mà thích nào ta tu đó, nhưng mà quan trọng là sửa được tâm thì mới là cái quan trọng, chứ không phải là tu á là chúng ta làm nên cái hình tướng để cho người ta thấy, để cho người ta thấy, người ta biết mình tu, người ta khen. Quý vị thì cái đó là mình tu chưa có chính đâu, tu chưa có tốt đâu. Tu á là mình phải sửa được cái gì đó, mà mình sửa cái gì trước? Sửa những cái sai lớn trước. Sai lớn là gì? Là những cái cố tật, những cái mà tội lỗi, những cái tật, những cái mà cái tánh, cái thói hư của mình mà mình mới biết thôi. Người khác nếu mà để cho người khác biết thì cái đó nó thô quá rồi, ở bên ngoài nó thô quá rồi. Quý vị, ví dụ chửi thề rồi đó là để cho người khác biết, nhưng mà có những cái sai của mình chỉ có mình biết thôi chứ người khác không biết đó quý vị. Nên mình phải ngồi quán lại. Quán không phải là quán tứ niệm xứ đâu, mà quán lại những cái hành động, những lời nói, những việc làm gì của mình đã trải qua mà mình cảm thấy nó sai. Quý vị, sai nghĩa là gì? Mình lỡ mình chửi thề cái nó sai, lỡ mà mình chửi người ta cái nó sai, lỡ mình giận cái nó sai, lỡ mình tham cái nó sai. Mình thấy đó, mình thấy sai, mình thấy sai mình sửa. Thấy sai sửa là chân sám hối đó. Còn phương pháp sám hối là cũng để sửa sai mà thôi. Còn nếu chúng ta thấy sai chỗ nào, chúng ta sửa chỗ đó là chân sám hối đó. Nên sai nghĩa là gì? Sai nghĩa là hành động sai, lời nói sai, cử chỉ sai, tâm sai. Mình như vậy là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải nhìn thấy nó. Nên quay lại chúng ta quan sát. Quay lại quan sát tức là hồi quang phản chiếu. Quay á, cái luồng ánh sáng của tâm về mình lại chiếu soi chính thân và tâm của mình, gọi là hồi quang. Hồi quang là quay cái ánh sáng về để phản chiếu, là mình chiếu soi lại những cái hành động, những việc làm, những cái gì nó đang diễn ra, đang xảy ra trên thân và tâm của mình, coi nó có sai hay không. Sai đúng á thì mình phải biết chứ. Biết nghĩa là gì? Mình nói lời nói ác là sai, một ý nghĩ ác là sai, một tà niệm là sai, một cái tâm là ác, tâm tham sân si là sai, một cái hành động làm khổ người ta là sai, một lời nói là gây đau thương đau khổ cho người khác là sai. Quý vị, do đó mình thấy sai bắt đầu mình có một công cuộc mình sửa. Mình sai thì phải sửa sai chứ, con nhà Phật mà sai mà không dám sửa sai thì đâu phải là anh hùng. Quý vị, con nhà Phật là phải càng có trách nhiệm về hành vi và lời nói của mình. Quý vị sai sửa, không có quê gì chứ quý vị, sai sửa. Do đó quý vị có nhiều người sai không dám sửa là tại vì sợ quê, sợ người ta biết mình sai. Rồi ai mà không sai, ở trên đời này nhân vô thập toàn mà. Một người đâu có bao giờ có 10 cái điều tốt hết đâu, trong một điều tốt cũng có một điều xấu. Đâu phải tất cả mọi người sanh ra đều thành dĩ nhân đâu quý vị. Mà phải trải qua rèn luyện, quý vị thấy không? Phải trải qua rèn luyện, cũng phải chua chát, phải lăn lộn, phải rút kết những kinh nghiệm ở trong cuộc đời này để chỉnh, để sửa. Quý vị, nên quá trình tu tập phải bỏ ra thời gian công sức rất là nhiều, phải rèn luyện, ngồi thiền phải lúng đất, miệng Phật mới mòn chuỗi, ngồi thiền phải lúng đất. Quý vị thấy không? Nên ta phải trải qua vậy, muốn thành Phật thì thân này đâu dễ. Phải ra đi, đi bể rừng tàn của tiền, cảnh vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Nên đó mình lặng lặng mình xem xét
những lời nói, hành vi, cử chỉ dạy chúng ta, đặc biệt là mình phải tu rút ráo trên cái pháp tu của mình. Ví dụ như chúng ta tu niệm Phật thì phải học. À, tu niệm Phật sao? À, phải học nhiều bài tu niệm Phật. Ví dụ như lấy cái cuốn niệm Phật thập yếu của Thượng Thiền Tâm đó ra đọc. À, rồi á, là chúng ta đọc nhiều cái quyển sách á, của Hòa Thượng Chí Tịnh. À, quý vị, còn nếu mà chúng ta tu thiền à, thì mình phải coi á, là thiền nguyên thủy tu làm sao, thiền đại thừa Phật giáo tu làm sao, à, thiền Samatha tu làm sao, thiền Vipassana tu làm sao, thiền tứ niệm xứ Rí Giá Mắt Gá tu làm sao. À, quý vị, để mà mình đã chuyên môn quá, mình học hỏi rồi mình tầm sư học đạo, phải có thầy giảng dạy cho mình để mình chỉnh, mình sửa, sửa, mình chỉnh, chỉnh, sửa, từ từ nó lên, lên cái level, à, từ từ nó lên, nó tiến lên. À, quý vị, nó tu pháp nào cũng được chứ, miễn sao có tu là được. À, quý vị, chứ còn đừng có nói pháp này tốt, pháp kia không tốt, tùy duyên của mọi người. Kiếp trước tu pháp nào, kiếp này tu pháp đó thì là nó đạt được. Còn ví dụ như á, là mình á, là thấy cái pháp đó cao siêu mình nhảy vô, cao siêu á, thì người khác tu mà mình không có duyên cũng đâu tu được đâu. À, quý vị, ví dụ như có người á, muốn pháp cao siêu à, là tối thượng 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 thừa à, ví dụ thế, đó là cái từ ngữ nói thôi chứ đâu phải ai cũng làm được vậy. Ví dụ như ai cũng muốn lái máy bay mà đâu phải ai cũng lái được. À, lái máy bay là bay trên bầu trời đó, ai cũng không thích phi công đó, quý vị. Nhưng mà có lái được đâu, à, phải có sức khỏe đâu, có đủ trình độ đâu. Dần dần ai không muốn làm bác sĩ mà có thi đậu vô đâu. Do đó mình thấy mình cỡ nào, mình thích cái nào, mình có khả năng làm cái nào, hoặc là cái pháp tu nào, cách tu nào thì chúng ta bám vào đó. Nhưng cái cách tu nào là cách cũng không qua được tứ niệm xứ nha. Tứ niệm xứ làm phương pháp tổng hợp về thiền chỉ và thiền quán, à, quán à, thân quán thọ quán tâm quán pháp đó, quý vị, trên nền tảng bát chánh đạo đó à, thì không qua được. Nên chánh niệm tỉnh giác tứ niệm xứ mà chúng ta tu tập thì cái đó là nó tổng hợp tổng trì trong tất cả các cái pháp. Nếu mà chúng ta niệm Phật thì cũng phải có chánh niệm mà niệm Phật, chúng ta trì chú phải có chánh niệm mà trì chú, để làm chi? Để biết về mình. À, mà hiểu biết về mình thì một ngày nào đó quý vị, chúng ta sẽ khai tâm mở trí, à, trí tánh sẽ xuất hiện và trí tuệ chúng ta sẽ xuất hiện, để mà mình nhận diện được các pháp và có thể đoạn diệt à, tất cả các cái vô minh và phiền não ở phía bên trong. À, quý vị, nên á, thời gian mà mình bỏ ra tu là phải ưu tiên đối với người con Phật. Dầu chúng ta bận rộn cỡ nào đi nữa quý vị, thì đi đứng nằm ngồi phải có chánh niệm. Rồi dầu bận rộn cỡ nào cũng dành ra thời gian sáng chiều là lại Phật, à, sáng chiều thắp nhang, và trước khi đi ngủ phải ngồi thiền hoặc ngồi niệm Phật. Khi thức dậy tranh thủ trước thức trước nửa tiếng đồng hồ để công phu ngồi trên giường, à, lẳng lặng và phát lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh bằng tưởng. Nên mình bung cái tâm từ bi mình ra khắp cả khắp chốn khắp nơi, để một ngày đó cái năng lượng từ bi mình đi đến đâu á, quý vị, mình có lòng từ mình tỏa qua cho kẻ khác thì kẻ khác hưởng được cái lòng từ đó mà họ được bình an, họ được an vui nha quý vị. À, do đó mà mình có tu mình sẽ được bình an ở kiếp này và kiếp người sau. Chỉ có tu mới cứu được mình mà thôi. Phước thì nó có thể cứu được mình một chút xíu ở trong cảnh giới đó thôi, nhưng mà có tu có cái độ ba la mật parami đó thì cái đó mới xuyên thủng cảnh giới lên cảnh giới cao hơn, hoặc giả là đi đến cái giải thoát, đi đến sự giác ngộ. À, quý vị, thì phải có tu. À, nên thời gian công phu tu tập lại Phật, sám hối, hành thiền bắt buộc chúng ta phải sắp ở trong ngày phải có. Còn nếu trong ngày không có thì phải có chánh niệm tỉnh giác để tu tập và sửa đổi thân khẩu ý khi căn tiếp xúc trần. Như vậy á, thì là bốn điều chúng ta trao đổi qua. Thứ nhất là nương tựa Phật để biết pháp mà tu, phải không? À, thứ hai á, là chúng ta phải hiểu biết về cái đại dịch này như thế nào để chúng ta có thể sống chung với nó mà an toàn cho mình và an toàn cho người thân của mình. Và cái thứ ba đó quý vị, là chúng ta phải tạo những cái phước báo bao bọc thành tường đồng vách sắt bao bọc xung quanh mình và đừng làm tổn phước. Và cái thứ nữa là mình phải có thời gian công phu tu tập vững chắc thì chắc chắn là quý vị sẽ được cái sự bình an ở trong cuộc đời này. Và thôi, không có sợ cái gì hết. À, quý vị, con nhà Phật chỉ sợ không tu thôi chứ không có sợ gì hết á. À, quý vị, do đó mà chỉ còn có 10 phút nữa tới giờ chúng ta cúng ngọ rầu, nên chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ vào sáng hôm nay. Rất là cảm ơn Hòa Thượng Trưởng Ban Hoằng Pháp, Chư Tôn Đức Bàn Pháp, như là Chư Tôn Đức Giảng Sĩ Đoàn,
đã tạo điều kiện cho chúng con có buổi chia sẻ trong cái lớp online tu tập một ngày an lạc vào sáng hôm nay. Rất là cảm ơn toàn thể quý vị Phật tử trong cái lớp tu tập, trong cái khóa tu tập vào ngày Chủ nhật an lạc này. Và kính chúc chư tôn thiền đức luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, là tàn cây bóng mát che chở cho Phật tử. Kính chúc cho Phật tử và gia đình luôn luôn lúc nào được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bệnh an, kiết tường như ý, sống an lành trong ánh tường quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức giảng sư, nghìn năm diệu pháp mưa bay, nghìn năm diệu pháp tiêu bài muôn phương, nghìn năm như sóng trùng dương, nghìn năm diệu pháp tỏa hương ngạt ngào. Kính bạch thầy, qua hơn một tiếng đồng hồ, thầy đã truyền trao với những Phật tử chúng con những lời pháp vô cùng quý báu. Thầy dạy chúng con hãy quay về nương tựa Phật, nương tựa pháp, nương tựa tăng, biết cách để ngừng ngăn tiêu trừ Covid, để chuyển hóa những nỗi sợ, không có còn bất an cuộc sống, để chúng con được quay về để sống được an vui và hạnh phúc. Kính bạch thầy, hôm nay mặc dù còn trong mùa đại dịch, vì công việc của thầy cũng rất là nhiều, công việc đa đoan, nhưng với tinh thần phần pháp lợi sanh không mệt mỏi, thầy đã dành thời gian để đến với đó là khóa tu một ngày an lạc của đoàn những sư văn pháp thầy về thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, để dạy chúng con hiểu rõ về cái phương pháp tu tập thì đó là quay trở về nơi tựa tâm bảo, để ngăn ngừa dịch Covid, để chúng con không sợ hãi và vượt qua cái sợ hãi đó, để đời sống được bình an và hạnh phúc. Chúng con thay lời ban tổ chức thành kính tri ân thầy, với lời chúng con cầu nguyện học âm tâm bảo luôn luôn gia hộ cho thầy được thân tâm an lạc, trí huệ sáng ngời. Thầy mãi là con hiền thanh lương, đi nhiều nhất tất cả chúng con và Phật tử thân thương đến con đường an vui và hạnh phúc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đạo tràng chúng con thành kính tri ân thầy những nguyện. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta niệm hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh